cách nấu ăn đó các bạn. Không phải là mình nấu cái món gì ngon hay dở, nấu trung bình là được rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, những cái món á, nó kết hợp với nhau nó có hài hòa hay không. Thì hôm nay ở đây á, thì mình có những cái nguyên liệu ở đây. Canada này các bạn, mình nấu canh chua bằng cá ba sa. Cá ba sa thì họ vô dĩ giống như gì, họ bán ra đông đá, mình đem mình xả đá ra mình nấu lại. Ở đây mình có là rau muống, 1 ký rau muống, 1 chai khóm, bạc hà, cà chua, nhiều loại, ớt, đây, ngò gai. Còn cái phần thứ hai ở đây mình là thịt. Hai dĩa thịt này mình mua làm muối tiêu, mình gam cho nó mặn, ăn với canh chua nó sẽ hài hòa hơn các bạn. Nấu với nước sôi mình trụng sơ cá ba sao các bạn. Ở đây mình không dùng bỏ khóm sau, mình bỏ khóm trước. Mình nấu canh chua mình lấy cái nước của khóm, nước ngọt của khóm. Mình dùng khóm nấu trước, không cho nó ra cái nước. Cà chua thì cũng tùy, các bạn muốn ăn cà chua còn nguyên miếng thì không nên bỏ nó trước, nhưng mà khóm phải bỏ nó trước để cho nó ra cái nước, nó có một cái hậu rất là dễ chịu khi mình nấu canh chua. Miếng xương này một chút mình dùng dao mình cắt nha. Thì xương ở đây mình sẽ cắt miếng nó nhỏ nhỏ ra các bạn. Như muối tiêu á, thì mình nên cắt nó nhỏ nhỏ giống như vậy. Và cái này nó có lạc có mỡ thì mình làm muối tiêu nó sẽ ngon hơn. Đó, nó sẽ một miếng giống như vậy. Thì nó hơi lớn thì các bạn cắt nó hơi nhỏ chút. Xương này mình chặt nó, mình cái dao lớn này mình chặt nó.
cái phần này cũng không khó lắm các bạn. Ở đây mình có khoảng 1 ký thịt. Cái phần này mình ướp ăn với canh chua thì nghiêng về mặn. Còn các bạn làm mà không ăn với canh chua thì nó không đúng cái công thức này đâu nha. Thì nghiêng về mặn á, mình cho đây một muỗng muối đầy. Nhưng mà các bạn thông thường mà các bạn làm không ăn với canh chua thì nên cho nó nửa nửa muỗng muối thôi. Như vậy nó sẽ tốt hơn. Còn cái phần ở đây á, mình cho một muỗng nước tương. Để mình lấy cái màu của nó thôi các bạn. Đây mình có một muỗng cà phê bột ngọt. Cái đặc trưng của cái món này là muối với lại tiêu. Món này bỏ tiêu nó hơi nhiều. Giờ mình trộn nó lên. Coi cái màu nó đủ chưa. Nếu mà cái màu nó chưa đủ thì mình cho nó thêm một tí nước tương nữa. Cái này đặc biệt là không có để đường nha các bạn. Cái này nó là gam. Nó tiêu. Tí nước tương nữa cho nó lên màu các bạn. Cái món này đặc biệt là nó hơi mặn. Nó nghi gì vậy? Muỗng dầu ăn vô để cho cái thịt nó đừng có khô các bạn. Mình không cho dầu ăn vô cái thịt một hồi nó khô lắm. Rồi mình để mình ướp đây, mình chờ nấu canh chua. Cái nồi canh chua của chúng ta nó sắp sôi rồi. Mình bỏ một vài trái cà đỏ vô cho nó lấy cái màu. Những cái cà khác mình bỏ sau các bạn. Tiếp đó mình thả cá vô. Giá bạc hà rau muống. Thì bây giờ cái nồi về canh chua nó sôi rồi, mình vớt bọt thôi các bạn. Giờ mình vớt bọt cái nồi canh chua của mình thôi. Xong rồi mình nướng miếng. Cái phần nêm nếm này nó cũng tùy theo khẩu vị các bạn thôi các bạn. Thì ở đây nó có những thứ đó. Quan trọng nhất là một muỗng cà phê bột ngọt. Mình dùng ở đây mình dùng me bột các bạn. Ở đây người Canada họ xài cái gì nó tiện thôi. Khoảng một muỗng đầy muối. Me bột thì cho một muỗng lưng chứ các bạn. Tại vì me bột nó cũng phải tùy thuộc vào cái khóm này nó chua hay là nó ngọt nữa nha các bạn. Cẩn thận. Mình nêm lại trước. Bây giờ mình thử coi nó chua chưa. Nếu mà vừa thì mình thả rau vô. Nó khá chua. Cái khóm này nó chua các bạn. Khóm này nó chua mình phải bỏ thêm khoảng nửa muỗng đường nữa.
ổn. Cà chua này mình thả vô trước. Sau khi chúng ta thả gạo nước nó sôi lên thì mình thả bạc hà với giá vào. Mình cho bạc hà vô trước. Bạc hà nó chín rồi bắt đầu mình thả giá vô là mình nhắc xuống. Sôi lên này. Bây giờ mình thả giá vào thôi. Giá lại không có thành. Và mình được một nồi canh chua. Giờ nó sôi lên, nhấc qua một bên, bằng làm thịt gà muối tiêu của mình. Rồi, thế là chúng ta đã có một nồi canh chua thật là hấp dẫn. Nhắc qua một bên. Đây. Giờ mình tiếp tục. Làm cái sườn tiêu của mình. Nó đã nóng rồi. Nữa là nó chín. Rồi các bạn, hôm nay mình có một chút chia sẻ đến các bạn. Ở đây là canh chua cá ba sa, ở đây là cốc lết làm muối tiêu. Rồi cái video này đến đây mình xin tạm ngưng, mình xin hẹn gặp các bạn lại video lần sau. Chúc các bạn được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.